Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được các cấp các ngành địa phương đơn vị trong tỉnh cụ thể hóa trong từng hoạt động phong trào thi đua. Từ kết quả đạt được, năm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã tiếp tục phát động phong trào thi đua học tập và làm theo Bác. Theo đó, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trọng tâm là chuyên đề học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh năm 2024. An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân trở thành công việc tự giác thường xuyên của mỗi cán bộ công chức viên chức và người lao động trong cơ quan đơn vị, đặc biệt gắn nội dung học tập làm theo với thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, giảm nghèo bền vững, nhằm tạo ra sự thay đổi lớn đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội. Qua học tập, mỗi tập thể và cá nhân tự liên hệ kiểm điểm trao đổi, đề ra công việc cụ thể, thiết thực, làm theo Bác Hồ Bác Tôn. Đó là quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, giải quyết vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Các cấp ngành tổ chức tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức Bác Tôn, triển khai thực hiện đầy đủ hình thức tuyên truyền theo kế hoạch đề ra, triển khai đăng ký học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức Bác Tôn năm 2024 cho cán bộ công chức viên chức, người lao động tại đơn vị địa phương. Cán bộ đảng viên công chức viên chức tiếp tục chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện gắn trực tiếp với nhiệm vụ chính trị được giao. Mỗi cá nhân tập trung thực hiện khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết hiệu quả vấn đề còn tồn động, kéo dài, vấn đề nổi cộm bức xúc tại địa phương, cơ quan đơn vị, tích cực trong các mặt công tác, phục vụ nhân dân, trong công tác thiện nguyện, vận động xã hội hóa, công tác chăm lo đời sống nhân dân, chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội.